Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha mọi người. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn nha. Anh em nào quan tâm thì có thể alo tới bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 nha. Anh em nào muốn mua hàng thì có thể gọi điện thoại để trực tiếp đến bên mình nha. Hoặc có thể nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của bên mình trong đây 0839 444 400 nha. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua bên mình xem máy trực tiếp. Địa chỉ cửa hàng của mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp nha. Thì hôm nay bên mình có một số ít hàng giới thiệu tới tất cả mọi người luôn. Bên mình thì hầu như là bán Android là nhiều, là chủ yếu nha, và bán máy zin thôi, cam kết máy zin 100%. Hôm nay mình có một số ít rẻ và một số ít máy cao cấp nha. Anh em nào coi video thì nhớ nhấn đăng ký kênh của mình nha mọi người, để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Nhớ ăn chuông để có thông báo nha. Và bên mình thì lên hàng ngày nào cũng lên đều cho mọi người luôn nha. Với lại bên mình rất là nhiều hàng mới luôn, có rất là nhiều mới luôn. Anh em nào muốn trải nghiệm dòng gì thì có thể qua bên mình giao lưu trao đổi máy để xài trải nghiệm nha. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em đây là cây Vivo U10 nha. Cái Vivo này là Vivo U10. Con này thì ngoại hình nó 97% thôi, 95% thôi. Nó có cày với cắn viền mấy vết đây. Chung mà quay rất là khó thấy nha. Vivo U10. Con này là một trong những con máy mà cấu hình cực kỳ mạnh luôn. Con này chạy con chip Snapdragon là gần là 665. Màn hình con này là 6.35 inch. RAM 4 và nhớ trong 64 GB, 3 camera, vân tay một chạm. Vivo U10 nha. U10 thì bên mình đang bán với mức giá là 2.250.000 nha mọi người. Con này thì máy hơi chạy. Anh em nào thích chơi game hay chụp hình thì mua con này rất là ok luôn nha. Chip 665 mà nói chung xài rất là mượt luôn. Vivo U10 nha, 2.250.000 nha mọi người. Cây này là cây Oppo A91. Cây này thì ngoại hình 97% nha, màu đen. Màn hình con này là màn hình AMOLED nha. Vân tay trong màn hình. RAM 8 và nhớ trong 128 GB nha. Nhìn nó y như con Reno 3 vậy. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3.850.000 nha mọi người. Oppo A91 nha. Con này thì máy 97, bên mình đang bán với giá 3.850.000 nha. Còn đây là máy đẹp 99 nha. Máy này còn đẹp keng 99 luôn. A91 nha, màu xanh. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu nha mọi người. A91 mình còn hai cây đẹp keng 99 thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu nha. 4 triệu, còn con này thì hơi chạy thì sẽ bán với cho mọi người với giá là 3 triệu 850 ngàn. Rẻ hơn cho mọi người được 150 nha. Samsung A10s nha mọi người. RAM 2 và nhớ trong 32, màn hình 6.3, hai SIM. Con này ngoại hình thì 97%. Bên mình đang bán với giá là 1 triệu 950 ngàn nha. Oppo A31, con này là bản RAM 6 GB và nhớ trong 128 nha. Con này là RAM 4 và nhớ trong 128 luôn, cũng A31 luôn. Con này màn hình 6.5. Bên mình đang bán với con này, hai con này với mức giá là 2 triệu 850 ngàn nha. Tại con RAM 6 này thì nắp lưng nó hơi trầy, còn con RAM 4 thì máy đẹp keng nha. Con này là con ZTE Magic 5G nha mọi người. Máy thì đẹp 99% luôn. 98%, 99% nha. Còn đẹp keng luôn nha mọi người. Magic 5G, con này cực kỳ hiếm trên thị trường luôn. Con này là RAM 8 GB. Màn hình nó hỗ trợ tới 144 Hz là cực kỳ mượt luôn. Còn đây mình đang để màn hình 90 Hz. RAM 8 bộ nhớ trong 128 nha. Chip Snapdragon 865, chip mạnh nhất bây giờ luôn. Màn hình cực kỳ to. Màn hình con này tầm là 6.5 inch. Con này là dụng con máy nó có dùng hai hệ thống tản nhiệt để cho anh em chơi game không bị nóng nha, và nó có chế độ bật quality game luôn. Và nó có hai phím này zoom cực kỳ ok. Anh em nào thích chơi game thì mua những con này nha, cấu hình cực kỳ đỉnh luôn, cực kỳ mượt nha. Chip 865, camera 3 camera hỗ trợ 5G.
Con này thì bên mình đang bán với giá là 9 triệu 500 nha mọi người, 9 triệu rưỡi nha mọi người. Magic 5G nha. ZTE Magic. Con này cực kỳ hiếm luôn nha, rất là hiếm. Anh em là chuyên game thì hãy mua nó. Con này con Samsung Galaxy A51, máy thì 97%, mặt lưng nó có trầy nhẹ nha. RAM 6 của nhất trong 128, màn hình 6.5. Con này thì còn một cây duy nhất thôi nha. Bên mình đang bán với giá là 4 triệu 550 ngàn. Máy nói chung là rất là đẹp, nếu mà anh em nhìn thì rất là đẹp luôn nha. Cái mặt lưng này nó hơi nhăm nhăm do sợi ốp nè, mặt lưng này anh em dán lên là đẹp luôn. Samsung A71 nha. A71. A71 hay 51 rồi trời. Galaxy A71 nha. Con này thì còn bảo hành tới tháng 4 năm sau. Máy thì tình trạng đẹp 98. Bên mình đang bán con này với giá là 6 triệu 250 ngàn nha. Con này là RAM 8GB, nguồn nhớ trong 128, màn hình 6.8. Chạy con chip Snapdragon 730G nha. 6 triệu 250 ngàn. Con này là con Redmi 9A. Redmi 9A RAM 2 vừa nhất trong 32, màn hình 6.5. Màn hình con này rất là đẹp luôn, pin 5.000. Con này bên mình đang bán với mức giá là 1 triệu 6 nha. Oppo Reno 2, máy đẹp 99% luôn. Reno 2 nha. Con này màn hình 6.5. Camera trượt lên vai cá nha. RAM 8 một nhớ trong 256. Con này bên mình đang bán với giá là 6 triệu 350 ngàn nha. Xiaomi Redmi Note 9S nha. RAM 6 một nhớ trong 128, màn hình 6.8. Camera 48 chấm, chip 720G. Máy đẹp 99% luôn nha. Bảo hành chính hãng tới tháng 11 năm 2021. Con này bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 150 ngàn, 4 triệu 150 ngàn nha. Vivo Y81 nha, RAM 2GB, màn hình tay thỏ, máy đẹp 95%, vỏ nó hơi chày nha. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 1 triệu 250 ngàn. Huawei Y7 Pro. Y7 Pro thì bên mình đang bán với giá 1 triệu 750 ngàn. Con này màn hình 6.3 HD, camera kép nhận diện khuôn mặt nha. Redmi XT nha mọi người. Redmi XT. Con này thì mặt lưng nó trầy hơi nhiều. Vỏ thì cũng hơi cắn nha. Anh em nào muốn mua cái con này rẻ về chiến game thì mua nha. Con này là RAM 8 một nhớ trong 128, chip Snapdragon 712 nha. Redmi XT, camera con này chụp hình cực kỳ đẹp luôn, camera 64 chấm. Màn hình con này là 6.3 inch Full HD. Con này bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 150 ngàn nha, Redmi XT. Thấy lưng nó bể nha. Sườn hơi xấu, vỏ hơi xấu. Con này là con VinMax ROG 3 nha. ROG 3, con này màn hình 6.5, RAM 2 bộ nhớ trong 32 GB. Chip Snapdragon là 632. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 1 triệu 6 nha mọi người. iPhone 7 Plus 128 GB. Máy thì tình trạng đẹp 99%, pin con này còn 94% nha, máy nguyên zin áp suất nha, chưa bung luôn. Con này là một con máy cực kỳ hiếm luôn. Chưa bung nha mọi người. Máy nguyên zin rất là đẹp. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 6 triệu 450 ngàn nha. Màu vàng hồng nha mọi người. 7 lớp 128 GB. Anh em tha hồ lưu trữ luôn. Samsung A51 nha. A50 nha. Sorry mọi người nha, mình mới tiểu lộ. Con này con A50. Máy đẹp 97%, lưng trầy nhẹ. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 150 ngàn nha. Xiaomi Redmi 7
RAM 3 bộ nhớ 132 màn hình 6.3. Con này thì bên mình đang bán với giá là 1.650.000. Pin pin con này dung lượng là 4.000 nha, camera kép vân tay một chạm. Chip 632 nha, chip Snapdragon 632. Redmi 5i nha. Máy tình trạng 97-98%, Redmi 5i. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con này chạy con chip Snapdragon 665. 4 camera màn hình 6.5 inch, pin 5.000. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.350.000. Redmi C3. Con này 3 camera màn hình 6.5 luôn. Pin 5.000, C3 nha, máy thì 95%, chạy truyền. Con này bên mình đang bán với mức giá là 1.950.000 nha. iPhone X, máy nguyên zin áp suất luôn, pin 85%. Quốc tế 64GB, iPhone X. Bên mình đang bán với mức giá là 9.250.000 nha. Galaxy S10 LED, hàng chính hãng, bảo hành tới mùng 4 tháng 10 2020 nha. Màn hình 6.5, RAM 8 bộ nhớ 128, màu xanh lục bảo nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 8.650.000 nha. iPhone XS nha mọi người, XS 64GB quốc tế. Pin con này cũng 85% luôn nha. Máy thì tình trạng đẹp 99%. Nguyên zin áp suất hết nha. Những con máy mình bán ra là bao zin 100%, chưa bung luôn nha, chưa mở máy ra luôn nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 10.350.000 nha. Màu gray. Vivo Y11. RAM 3 bộ nhớ 132. Màn hình 6.35, pin 5.000. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 1.950.000. Samsung A11 nha mọi người. A11, RAM 3 bộ nhớ 132GB. Màn hình full view. Camera trước nằm trong màn hình, 3 camera sau vân tay một chạm. Máy đẹp nha, còn bảo hành dài tới năm sau. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2.3 triệu nha. Mi Mix 3 nha mọi người, Mi Mix 3. Trượt lên cực kỳ độc luôn. Con này là màn hình full view 6.5 hay 6.4 gì đấy. RAM 6 bộ nhớ 128 nha, chip Snapdragon 845. Camera kép vân tay một chạm. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4.350.000 nha. Mi Mix 3 nha, 4.350.000 thôi. Oppo A92 nha. Máy thì tình trạng đẹp như mới luôn, 99%. RAM 8 còn như trong 128 nha, màn hình 6.5. A92 nha. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4.850.000. Oppo F11 Pro nha mọi người. RAM 6 còn như trong 64, màn hình 6.5 luôn. Camera kép, camera trước trượt lên. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3.750.000. Samsung Note 10 Lite nha, tình trạng là đẹp 99%. Note 10 Lite bảo hành chính hãng tới tháng 5 năm sau nha. Máy RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, mới 99. Con này thì bên mình đang bán với giá là 7.150.000 nha. Samsung Galaxy Note 10 Lite nha mọi người. Redmi 5S, RAM 4 còn nhớ trong 128, camera 48 chấm, pin 5.000, màn hình 6.5. Redmi 5S nha. Con 5S này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.950.000 nha. Vivo Y19. Y19 nha. Pin 5.000, RAM 6 còn nhớ trong 128 nha. Con này đang bật chế độ bảo vệ mắt nha mọi người.
Con này thì bên mình đang bán với giá là 2.850.000 nha. Con này ngoại hình nó 97%, lân trầy nhẹ cho xe ốp. Hai triệu tám trăm năm mươi ngàn nha mọi người. Vivo i30 nha. i30 này thì RAM 4 và nhớ trong 128, màn hình 6.5. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 450 ngàn. Con A71 này đẹp 99%, bên mình đang bán với giá là 6 triệu 250 ngàn nha. Samsung A50s nha, màu đen, RAM 4 và nhớ trong 64 GB, mình có màu xanh nữa nha, màu xanh và đen luôn. A50s nha. A50s này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 650 ngàn nha. RAM 4 và nhớ trong 64 GB, màn hình 6.3, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình luôn. Vivo i50 nha. Con Vivo i50 này nó y chang như con A92 luôn nha mọi người. Con này RAM 8 và nhớ trong 128, bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 950 ngàn nha. Những cái máy này là còn bảo hành hãng rất là dài luôn. Mét 30 Pro nha, máy 97%, RAM 8 và nhớ trong 256 nha, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 10 triệu 850 ngàn nha. Giá này là rẻ nhất thị trường luôn, không ai rẻ hơn nữa nha. Con này là con Oppo Reno 3 nha. Mình có hai cây luôn, màu đen và màu trắng. Máy thì tình trạng đẹp như mới luôn nha, 99%. Con này thì RAM 8 và nhớ trong 128, chip B90 nha, Helio B90. Bảo hành chính hãng tới tháng 5 năm sau, Reno 3 nha. Bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 950 ngàn. Máy bên mình bán ra thì kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện nha, cáp sạc tai nghe đầy đủ hết. Con này con Redmi Note 9 sách tay, chưa có tiếng Việt nha. Xin chào bạn, chúc bạn nhiều may tốt đại. Rồi RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 128 GB nha, Redmi Note 9. Camera 48 chấm. Con này bên mình đang bán với mức giá là, nếu con này xách tay, bên mình bán với giá là 3 triệu 150 ngàn nha. Giá cực kỳ ok cho anh em luôn. Redmi Note 9 nha. Bán giá rẻ cho anh em là về up ROM hay là để về xài tiếng Anh cũng được. Con này là con A10. Samsung A10 thì bên mình đang bán với mức giá là 1 triệu 750 ngàn. A01 còn một cây duy nhất nha, thanh lý cho anh em với giá 1 triệu 450 ngàn nha. Samsung A21 nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ trong 32. Máy đẹp 99% nha, A21. Bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 950 ngàn nha, Samsung A21. Oppo A9 2020 nha. Hôm nay mình còn được hai cây, sắp hết hàng. Bên mình máy 98%, đang bán với mức giá là 3 triệu 550 ngàn nha. A9 2020. Con này là bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128, chip Snapdragon 665 nha. VinMark Active 3, màu xanh, máy đẹp 99%. Bảo hành chính hãng tới tháng 11/2021. Con này là bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nha. Bên mình đang bán con Active 3 này với giá là 2 triệu 750 ngàn. VinMark ROG 3 luôn. Con này là RAM 4, bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98%. ROG 3 nha. ROG 3 thì bên mình đang bán với giá là bản RAM 4 GB là 2 triệu 150 ngàn. Oppo A7 nha, Oppo A7. A7 này thì RAM 4 và nhớ trong 64. Máy thì tình trạng đẹp 97%, lân nhâm do sợi ốp.
Con này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu tư nha. Hôm nay mình sẽ giảm giá cho anh em còn 2 triệu 350. Còn con này là con A5S nha. A5S RAM 3 132, màn hình 6.3 luôn. Máy cũng chạy nhẹ cho xe ướp thôi. Cho xe ướp nên nó dễ bị nhầm lắm nha mọi người. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 050 ngàn. Con này là con Oppo A7 luôn, máy đẹp 98%. Bên mình đang bán với giá là 2 triệu 350 ngàn nha. RAM 3 132, Oppo A7. Samsung Tab A 7 in. Con này anh em có thể dùng làm điện thoại cũng được luôn nha, tại nó có nghe gọi như điện thoại luôn, xài sim. Mà hình con này là 7 in. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 1 triệu 650 ngàn nha. Máy thì hình thức còn tương đối đẹp, đẹp 98% nha mọi người. Con này là con Samsung Tab A T385 nha. Con này thì bên mình đang bán cho mọi người với mức giá là 2 triệu 350 ngàn. Con này 8 inch, màn hình nó 8 inch nha. Pin cực kỳ trâu bò luôn. Con này mình để còn cả tháng chưa hết pin. Màn hình con này 8 inch, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB nha. Máy thì hình thức còn tương đối đẹp, đẹp 98%. Tab A T385, 2 triệu 350 ngàn nha. Samsung Tab A T515, con này chắc 10,5 inch. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 150 ngàn nha mọi người. Tab A T515. Mình có một con em Tab giá rẻ cho anh em luôn. Máy màn hình cực kỳ to, màn rất là đẹp luôn nha mọi người. Con này màn hình AMOLED nha. Con này nó Android cực cũ rồi. Coi nó có tiếng Việt không đã. Con này không có tiếng Việt nha mọi người. Này sách tay không tiếng Việt. Con này màn hình rất để sao nó có tiếng Việt không lúc đó. Con Galaxy con này màn hình 10 inch nha mọi người, màn rất là đẹp luôn. Con này màn hình AMOLED đó. Con này là Galaxy Note 10.1 inch nha, Tab 2014 SP model nè. Con này cực kỳ to luôn nha. Nói chung là con này ra cũng khá lâu rồi. Thì máy này viền lắm. Con này máy khá là xấu luôn nha mọi người. Chắc con này chắc mình không bán như trên YouTube được rồi. Anh em thông cảm giúp mình nha, máy xấu quá. Mình sẽ bán cho anh em nào lái nào có nhu cầu mua nha. Hôm nay thì mình có một số ít máy giới thiệu tới anh em này thôi. Anh em nào quan tâm muốn mua một cái điện thoại thì có thể liên hệ bên mình. Bên mình bán hàng thì cam kết máy zin 100%, chưa qua sửa chữa cho mọi người luôn. Anh em nhớ coi video thì nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ mình nha mọi người. Để mình có động lực là lấy thêm nhiều hàng mới về cho anh em nữa nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình ạ. Xin chào và tạm biệt mọi người.